Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh Hoa Lan của em. Hôm nay em xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cách mình kích hoa cho bông lan kiếm. Kiếm và vũ nữ thì mình có thể kích cùng một loại công thức nha cô chú anh chị. Đây ạ. Đây là một chuỗi hoa đã nở được một tuần rồi cả nhà, cho nên nó đã đổi màu rồi. Rất là đẹp. Cây này đã nở hoa năm nay là lần thứ tư rồi mọi người ạ. Em đã quay rất là nhiều video và trước tiên em mời mọi người quan sát nó đang tiếp tục có nụ nha cô chú anh chị. Đây ạ. Dạ đây ạ. Vẫn đang tiếp tục có nụ. Nó sẽ ra hoa cứ từ từ, nó ra từ tháng 3. Lan nhà em thường thường ra khoảng đến hết tháng 7 luôn á. Mùa này là mùa lan kiếm nha. Hôm nay em xin chia sẻ với mọi người, mình kích hoa chỉ là mình hỗ trợ thêm cho nó. Còn mùa của nó sẽ ra hoa. Nhưng nếu cô chú anh chị và bạn, các bạn á, chăm sóc đầy đủ á, cây nó sẽ ra hoa hoàn toàn. Được chuỗi hoa dài, hoa to và hoa đẹp. Đồng thời nó cũng rất là thơm. Thì bây giờ em sẽ mời mọi người coi cái chậu lan kiếm mới bắt đầu là ra hoa. Dạ đây ạ. Nó mới ra được, em cũng chả canh ngày nữa, nhưng mà cái này thì bông nó cũng không đạt mấy, nhưng mà mọi người thấy nó cũng không hề bị thui nụ không ạ. Rất là đều và đẹp. Cái này cũng nở hoa rất là nhiều lần rồi nha cô chú anh chị. Đồng thời mầm gốc cũng lên nha. Đây là mầm gốc ạ. Đấy, em quay video thì trời nó hơi tắt nắng á. Đó, mình sẽ xoay quanh một cái chậu, mặc dù là lá nó bị lá nhăn chứ không phải là lá bóng mọi người. Kiếm thì lá bóng nó sẽ có giá hơn nha. Nó cũng không được bóng mấy vì lúc em được tặng là lá nó cũng bị nhăn rồi. Rồi để không làm mất thời gian của mọi người thì hôm nay em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn. Em đã chăm sóc và nó đã nở hoa rất là nhiều và thành công. Thì em chia sẻ chút xíu nữa, em sẽ để từng bước một lên cái phần lên phụ đề video luôn nha cả nhà. Em sẽ cho nó chạy trên video luôn, mọi người có thể ghi lại và chăm sóc nhé. Nhưng là em cũng nói luôn nè, công thức kích hoa mình chỉ hỗ trợ thêm cho nó thôi. Còn vấn đề quan trọng nhất là cô chú anh chị và các bạn phải chăm sóc cho nó đầy đủ dinh dưỡng, vi lượng này và đạm hữu cơ nha. Đạm hữu cơ nó sẽ giúp cây lan của mình luôn trẻ hóa và sẽ ra hoa đầy đủ đến mùa hoa. Đạm hữu cơ là phân cá Baufix kết hợp với xê sồ. Em hay chăm sóc loại đó thì em thấy cây lan nhà em ra hoa rất là đều và rất là đẹp. Thì bước thứ nhất em dùng là 13046, tỷ lệ 1g, kết hợp với B1 1mi Atonic 4 chọt, tưới 3 lần, mỗi lần tưới cách nhau 5 ngày. Bước thứ hai em kết hợp 10-5-5-10, tỷ lệ 1g, B1 1mi Atonic 4 chọt, mỗi lần tưới cách nhau 5 ngày. Và bước thứ tư em sẽ tưới vi lượng, ví dụ như cambi nhật hoặc là tất cả những cái sữa thái cũng được nha cả nhà. Sữa thái cũng rất là tốt nha. Và mọi người có thể tưới cho nó Baufix kết hợp với xê sồ và chờ hoa. Tại sao mình lại tưới Baufix với xê sồ? Vì trong thời gian mình kích hoa ấy, cái đó là mình đã cho NPK là đậm. Nói chung là mình đã cho NPK là thuộc dạng hóa học đi cô chú anh chị và các bạn hiểu vậy nó sẽ dễ hiểu hơn ha. Mà hóa học á, thì cây nó sẽ dễ bị chai cây lắm, cho nên mình nên cho vào đó đạm hữu cơ sinh học để cho nó trẻ hóa cây và cây nó sẽ hấp thu được năng lượng tốt nhất. Thì như vậy thì xê sồ nó là một loại rong biển rất là tốt luôn á, cho nên nó chăm sóc cây lan của mình tốt hơn, bộ lá bóng hơn, bộ rễ phát triển tốt hơn, đồng thời những chuỗi hoa sẽ dài hơn. Nhưng mà phải bổ sung thêm vi lượng nhé. Vi lượng loại nào cũng được cô chú anh chị và các bạn, có thể canxi bo cũng được nha mọi người. Như vậy thì cô chú anh chị và các bạn sẽ có chuỗi hoa dài và đẹp, nó sẽ nở hoa rất là nhiều lần. Đó mọi người thấy nè, hoa này, cái con này, bên kia là cái cuống hoa bữa nở nè. Đó, cái cuống hoa cũ á.
Bên đây cũng cây con này, cây con, và đây là cuống hoa này, cuống hoa bữa mới nở tàn này. Nó ra rất là nhiều mặc dù chỉ có mấy cây thôi á. Ít bữa nữa cái này tàn chắc lại có cuống hoa mới, nó cứ tự ra hoa thôi cả nhà ơi. Chứ mình không cần phải kích nữa đâu, mình cứ chăm sóc bình thường. Ví dụ như bây giờ một tháng á, em mới tưới có 2 lần à. Một lần là 15-50 kết hợp với B1 và Atonic, và một lần là Cecil kết hợp với Biofix, chỉ như vậy thôi. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video.